Facebook Phạm Văn Mạnh ấy. Xin chào mọi người đã đến với kênh 19. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi trận thi đấu bóng chuyền gia nam giữa hai đội tuyển Hợp Nhất và Hải Lựu đến từ Vĩnh Phúc. Trận thi đấu diễn ra với 3 set, thắng 2 thì trận đấu kết thúc. Đội tuyển Hợp Nhất tham gia với trang phục áo đỏ trước sau sau xanh và quần đen. Đội tuyển Hải Lựu tham gia thi đấu với trang phục áo xanh quần đen. Đánh giá tương quan lực lượng thì Hải Lựu có 2 chủ công 1m9, còn đội tuyển Hợp Nhất chỉ có 1m8. Mời các bạn theo dõi trận thi đấu. Đội Vĩnh Phúc cao đó anh em, toàn cầu thủ cao. Cao quá. Vĩnh Phúc mạnh thế, như đầu thủ thuê về đánh. Tiếp to cao thế. Vĩnh Phúc áo 9 cao. Xin mời các đội quay lên mời anh đại an cùng tôi để gặp lại hai sẽ ghi lại đội hình của cả anh. Và như vậy là cầu thủ thi đấu đã làm xong và hai đội đã bắt đầu phần thi đấu chiến đấu. Vâng, xin mời cặp đại diện dự tuyển trận đấu này sẽ cho hai đội vào thi đấu. Vào chia sẻ cho thầy. Vâng, như thế nào, Vĩnh Phúc phát bóng, người ơi, quả đầu tiên dành cho Hợp Nhất. Số 3 phát bóng. Sát bằng rồi. Số 2 Vĩnh Phúc phát bóng. Hai điểm dành cho Hợp Nhất. Tặng rồi. Vĩnh Phúc tặng cho hai quả. Vĩnh Phúc cao lắm, đội Vĩnh Phúc mạnh. Ngoài rồi. Số 8 phát bóng ra ngoài. Đội bên này Hợp Nhất ạ. Vĩnh Phúc ạ. Phú Thọ Vĩnh Phúc. Hải Lựu. Vâng. Đấy, 3 điểm rồi. Phát bóng ăn 3 điểm mọi người. Vâng, 2 quả trước phát được quả. Số 6 phát bóng. Chủ công. Hay lắm. Chủ công quả Vĩnh Phúc phát bóng. Ôi, Vĩnh Phúc này mà đóng toàn hôm qua mọi người ạ. Tặng bao nhiêu quả rồi? Cháu như là 6 hay 8 đội đấy. Vâng, này đánh mai nữa ạ. Nhiều đội. Hay quá. Vâng, chắc vậy. Ê, ngoài. Đi. Hợp Nhất lấy thắng xét đầu ơi. 5-3 rồi mọi người. Nãy xét đầu là đội nào thắng? Đội Hùng thì thắng không? Vâng, cái đội đánh mấy đội Văn Phú thua. Đội kia thắng. Văn Phú rồi nào? Cái đội gì tên lạ cháu không nghe quên nó tiêu. Ê, lại không qua tiếp. Ê, sung bàn. Vĩnh Phúc này ăn rớt rồi mọi người ơi. 4-5 quả không qua. Đấy. Các cầu thủ
Ê, không hiểu ý nhau rồi. Hay quá. Tiếp, hay đấy nhở. Chắn sóng ra ngoài. Hay đấy nhỉ, chắn về luôn. Hết tay đi. Kết nối pin. Quá hay luôn. Ôi, có một bình rồi. Công ty rảnh rỗi rồi. Con đóng. Ôi, ngoài. Bốn người ở đây hơi yếu. Đây, mạng hơi lag xíu. Dạ. Vẫn đang dẫn trước. Tên này Tuyên Quang em ơi. Cũng không xa lắm. Đáo. Ôi, không chắn được hai cửa. Không chắn hết được hai chắn. Ê, lỗi rồi. À, liệu kéo lại xem điều lại là hỏng tiếp rồi. À, liệu tặng cái 5 quả. Có phát bóng. Mất vị trí rồi. À, liệu có lỗi kỹ thuật khá nhiều. Ê. Số 6 đánh hỏng rồi. Ừ.
hết chỗ phát bóng rồi, khán giả đông quá. Ê, hỏng tiếp rồi, 6 quả. Tặng cho 6 quả lưới. Ê. Cố lên. Tặng cho 6 quả rồi. Hay quá. Lọt chắn rồi. Đó. Hay quá, chắn ra ngoài. Tập nhé, phát bóng. Hay đi nhỉ. Con trượt. Đóng đi. Ê. Ngoài rồi. Ô, bắt bóng kiểu gì đây? Bước 1 kiểu gì vậy? Yếu bước 1 à? Thế tay. Hay lắm. Ê, lệch hướng rồi. Thẩm nhất xin lỗi, ý lần thứ nhất. Ok, để anh bảo rồi. Đóng đi. Ê, về quê rồi. Cho về quê luôn. Có một hơi yếu. Ôi. Trận này bạn ấy đánh hơi mờ nhạt tí. Sau đấy hơi mờ nhạt trận này. Bắt bóng hỏng với một hỏng. Ê, 7 quả phát bóng không qua lưới rồi. Quá ghê gớm. Số 3 phát bóng này. Lên. Hay. Đánh nhanh rất hay. Hãy
rồi. Mỗi bên bắt đôi vị trí một lần rồi. À, Liệu Mạnh Lam cố lên, tặng cho bao nhiêu quả rồi. Hay quá, chặt bóng ra ngoài. Cố lên, lấy sang đầu đi. Tặng cho 7 quả, đánh không được ngay. Làm gì không? Chắn trượt rồi. Hay thế nhỉ? Đóng đấy được. Sáu phát bóng. Hay thế nhỉ? Ê, đất vào trong sân. Hay quá. Phải bóng lưới rồi. Đều rồi mọi người ơi, nguy hiểm quá. Ê, chắn đây rồi. Lại lỗi vị trí tiếp rồi. Bảy quả, hai lỗi vị trí, 9 quả luôn. Đầu kia tặng cái 9 quả. Hay quá. Xuống luôn. Số 4 phát bóng. Chắn đi. Hết cửa rồi. Hết cửa rồi. Cố lên mọi người ơi, quả nữa là thắng rồi. Hội ý rồi, hội ý rồi. Còn quả nữa kết thúc mọi người. Cố lên. Lấy dẻo nốt đi. Kết thời gian hội ý. Phát bóng chuẩn nè. Số 4 phát bóng. Hay là 24 em ơi. Ê, lâu hỏng đấy nhỉ. Đeo rồi mọi người ơi. Đánh lọt giữa hai chắn. Hỏng đi, hỏng đi. Một chắn kìa. Rồi, nguy hiểm quá rồi, nguy hiểm quá. Lấy đi. Ê.
về lên rồi, dẫn 1-0 rồi. Số 1 phát bóng. Chắn về đây. Chắn tiếp. Đây rồi. Lấy đi. Trời ơi, trọng biên ăn rồi. Còn đôi đi. Ngoài ơi. Ngoài thôi mà. Ảo thật đấy. Trời đất. Lại đều rồi ơi. 26 điểm. Hảo rồi. Hay quá. 8 quả hỏng. 2 quả lỗi kỹ thuật là 10 quả. Số 3 phát bóng rồi. Chống đi nhỉ. Nguy hiểm quá. Cứ một đẹp đây. Bẻ đi. Bẻ đi. Hai chắn đi không lách được. Chưa, khuyến mại chục quả chưa thắng được. Lại đang bị dân trước. Tặng cho nhiều thế không đánh được. Thôi thua kìa, ảo thật đấy. Thế thua. Hai quả cuối đập không quay chắn về luôn. Thua hai quả cuối mọi người ơi. Set đầu tiên đập nhất thua. Thật là đáng buồn. Và trận thi đấu dẫn trước từ đầu đến cuối mà bị lộn ngược dòng thua. Quá buồn. Vâng, trận đấu đã bắt đầu. Phạm Nhất phát bóng trước. Hay quá. Lấy đi. Số đầu tiên. Chủ công. Số 6. Tiếp tục phát bóng. Quả đấy chạy được mà. Chạy được kiểu gì. Hay quá. Hay quá. Tranh chấp của Việt Nam thắng. Chắt chiêu từng quả. Chắt chiêu ơi. Đây, đánh rất khôn. Một pha xử lý bóng cực kỳ khôn. Ăn vạ, một pha ăn vạ gạt tay bóng ra ngoài. Rất chi là khôn bóng. Ê, hay quá, số 8. Một pha đánh bóng cắm găm xuống đất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có thể tạo nên sự khác biệt không? Cố lên! Hà Nội! Hoài! Hợp nhất là dẫn trước rồi. Chất chiêu ơi. Rồi mình không chị ơi. Quả đấy bóng ấy rồi dính rồi. Ê! Năm rồi, 5-2 rồi mọi ơi. Lấy dẻo lên. Ê! Một pha đánh bóng rất là mạnh nhưng mà rất tiếc là ra ngoài. 6-2 rồi, một điểm số cách biệt rồi. Chắc chiêu ai, chắn đi, chắn đi. Lấy đi. Ê! Tuyệt vời. Không chơi bóng ra này ở xã có một đội thôi, đa số là phụ thứ judo, judo là chủ đạo. Không, đây là trận thứ hai rồi em ơi. Trận đầu Văn Phú đánh mấy cái đội gì anh cũng quên tên rồi, nhưng Văn Phú thua trận đầu. Văn Phú thua. Đây là trận thi đấu số 2. Chắc tí còn một trận nữa, Tuyên Quang gặp Yên Bái nữa, chắc là buổi sáng kết thúc. Tuyên Quang Yên Bái trận sau. Sau kìa. Lót đi, lót đi. Chuyền lỗi quá. Ê, nhưng mà cũng ăn điểm. Ngảo thật đấy. Chuyền ngửa quá. Anh ơi em nhờ tí anh ơi. Anh ơi. Bà la, la đó. Không em ơi, đánh ở ngày mai em ơi. Này lắm đội lắm. 6 đội à. 6 đội hay 8 đội gì đấy á, đánh trong 2 ngày. Chắc là đánh vòng tròn hay sao. Đánh lâu như vậy. Đổi sân rồi, hợp nhất dẫn trước đang đổi sân. Cố lên, lấy xe này đi cho nó khởi đầu, vạn sự khởi đầu. May mắn cái. Hay. Cao tay quá rồi, cướp bóng rồi. Và cướp bóng sang tay. Hay quá, một pha đánh bóng rất là thông minh, thả giỏ đằng sau. Nguy cơ lấy dẻo tiếp rồi, check 2 rồi. Ê, tí nữa thì lật lưới. Không qua bóng, phát bóng. Phát đấy mà lật thì ăn ngon quá. Quá thông minh trên ai, nghe thấy tiếp tục dẫn điểm. Mười một bốn chị ơi, 11-4. Ôi, khoảng cách rất là xa rồi. Khoảng cách này khó đuổi lắm.
nhưng cũng không thể chủ quan, bởi vì trận đấu đầu tiên chúng ta là chủ quan. Hỏng rồi. Thôi, tưởng tranh được quả đấy. Vâng, Messi hội ý rồi. Lấy đi. Lỗi rồi. Ôi, đánh đi. Hả à, thế. Hay quá. Về quê rồi. Lấy dẻo trận này rồi. Ê, về tiếp. Ăn sắc này rồi mọi người ơi. Kèo trên rồi. Hẳn nhiên ăn kèo trên rồi. 13 rồi, chỉ còn 2 quả nữa. Phải lưu tâm lý rồi. Tâm lý rất nặng. Hay quá, một pha đá bóng rất là hay. Một pha đá bóng ở chuyền 2 cũng rất thông minh. Được nửa rồi. 73 mọi người ơi. Hey. Phát bóng rất hay, một rất đẹp. Hay quá. Sân chống đi số 6 không có ai cả. Vâng, vậy là 14 rồi. Chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Anh bóng ra ngoài. Đột nhiên đã giành chiến thắng mọi người ơi. Tưởng kèo dưới mà cuối cùng lại chiến thắng là thành kèo trên. Trận thi đấu giữa Hợp Nhất và Hải Lựu đã kết thúc nghiêng về phần thắng là đội tuyển Hợp Nhất mọi người. Trận thi đấu tiếp theo sẽ là giữa Yên Bái và Tuyên Quang, đội chủ nhà và đội Yên Bái. Thấy là khi tính của trận đấu